mũ bảo hiểm quảng cáo Hoa Hải Thành hân hạnh tài trợ video này. Hôm nay đường Sài Gòn vắng vẻ mát mẻ quá ba he, mà ba để con ra sao ngồi đi thấy ghê quá. Cảm ơn ba. Ủa mà sao ra đường chạy xe máy phải đội nón bảo hiểm gì ba? Đội nón bảo hiểm để an toàn tính mạng cho ba chứ gì mày. Ủa vậy chứ ba đội cho con chi? Ba không lo an toàn tính mạng cho con, ba đội cho con chi? Thôi ba để con xuống luôn đi, con giận ba rồi. Không phải, dạo này khó khăn lắm, bất cứ người nào, con nào mà đã ngồi trên xe máy rồi bắt buộc phải đội nón bảo hiểm, không thôi là bị phạt, tốn tiền lắm con à. À thì ra là ba lo sợ tốn tiền chứ không phải ba lo an toàn tính mạng của con. Ngồi yên vậy một chút coi. Nói nhiều quá trời à. Cái nón này ba mua cho con đẹp ghê luôn á. Mà sao ba để con ngồi trước nữa rồi. Để mày ngồi sao chút tôi quay lại không thấy bị đâu nữa mất công lắm. Vậy hả ba? Ủa mà ba, gì? Sao con thấy ra ngoài đường nhiều người nẹt nẹt bô chạy nhanh lãng lách chi vậy ba? Được gì ba? Chắc họ bị đau bụng tào tháo rượt thôi. Vậy giờ ba nẹt liền đi, con thấy không ổn rồi. Tôi yêu Việt Nam. Lợi ích khi hợp tác cùng mũ bảo hiểm Hoa Hải Thành, tất cả sản phẩm đạt tiêu chuẩn CA, giá rẻ, hàng đẹp và chất lượng, tem chống giả Bộ Công an và bảo hiểm sản phẩm, báo giá ngay, làm việc trực tiếp chủ doanh nghiệp, làm mẫu nhanh và duyệt trước khi sản xuất, giao hàng nhanh và tận nơi trong nội thành, chiết khấu cao và thanh toán linh hoạt. Xin chân thành cảm ơn.